Và cái tiếp theo thầy đưa cho em một số thí dụ trên bảng để thực tập luôn. Và bây giờ mình bắt đầu thực tập nhiều đấy các em nhớ. Các bài trước mình thực tập nhiều rồi, bây giờ mình cũng thế. Và bài thực tập các em nhìn thấy coi, supply the correct form of the verbs in practice. Nghĩa là cung cấp hình thức đúng của động từ trong ngoặc đơn. Ta có trên bảng thứ nhất, ta có 5 cái câu đấy. Các em điền động từ vào dùng cho thầy được không nào? Các em có thể nhìn thấy là number 1, câu số 1. Jack earn a lot of money next month. Anh Jack sẽ kiếm được nhiều tiền vào tháng tới. Tháng tới, next month. Em thấy chưa đó không? Tháng tới tức là tương lai đấy các em. Như vậy, các em xuống câu số 1 các em phải làm sao nào? Jack will earn a lot of money next month. Đúng không các em? Và câu thứ hai, Mr. Smith travel around the world next year. Ông Smith sẽ đi du lịch around the world, vòng quanh thế giới, next year, năm tới kìa. Năm tới là ông Smith sẽ đi du lịch. Như vậy mình sẽ phải gì? Mr. Smith will travel around the world next year. Và câu thứ 3, câu 4, câu 5, các em có làm được không nào? Các em làm ngay điều này. Ở trong đầu các em hình thành ngay lập tức nhé. Hình thức xác định của nó. Ví dụ thầy làm cùng với em câu số 4. It be cloudy tomorrow. Trời thì xem sao? Cloudy là gì? Có gì đây các em? Có mây ngày mai. Như vậy trời sẽ có mây như ngày mai chẳng hạn. Đúng không các em? Thì ý thế nào? It will be cloudy tomorrow. Hoặc câu số 5. I call you when I arrive at Tokyo. Tôi sẽ gọi điện cho bạn khi tôi đến Tokyo. Như vậy thì I will call you. I will call you. Em nhé. Em đi vào chỗ này. Và ta bắt đầu qua phần thứ hai. Phần hình thức thứ hai là câu phủ định. Câu phủ định các em nhìn thấy. Thầy cũng đưa ra hình cái khung trên bảng như thế. Và chủ từ, subject, cộng với will và shall. Nhưng vì câu phủ định có thêm not đằng sau. Như vậy là sẽ mà không, tức là sẽ không là will not hoặc là shall not. Đằng sau cũng thế, động từ giữ nguyên mẫu, rồi túc từ đằng sau. Em nhớ cái đó nhé. Và khi nào dùng will not, khi nào dùng shall not các em? Khi chủ từ là I, you, he, she, it, we, they. Các em nhìn thấy đó là tất cả chủ từ đều được dùng will not. Will not trong văn viết thì em dùng will not. Nhưng trong văn nói, các em được quyền dùng chứ gì? Won't. Trên bảng thầy có ghi cho các em. Hai cách nói về nhé. Vậy đi thi các em có thể dùng will not được dễ dàng, viết được. Hoặc có thể các em dùng won't. Hoặc là nếu chủ từ là I, we thì em muốn dùng với lại shall not thì các em dùng chủ từ là I và we. Và shall not được viết tỉnh lược lại. Nếu viết, văn viết thì shall not. Mà văn nói ta có thể nói là gì? Shan't. Và trước thí dụ các em nhìn ở dưới. I shan't do your homework for you. Tôi sẽ không làm bài tập về nhà của bạn, cho bạn đâu. Hoặc là gì? She won't do all the housework herself. Cô sẽ không làm tất cả công việc nhà một mình cô đâu. Hoặc các em ở dưới là we won't go to school tomorrow. Chúng tôi sẽ không đi học ngày mai. Ngày mai chúng tôi không đi học. Sẽ không đi. Won't go to school tomorrow. Hoặc câu cuối là gì nào? He won't tell me the truth. Ông ấy sẽ không kể cho tôi sự thật. Đó là câu phủ định đấy các em. Em nhớ not sau will nhé các em. Và ta bắt đầu tiếp tục đằng sau nhé. Ở kế tiếp thầy cũng đưa cho em một số các câu bài tập. Bài tập làm liên tục. Bây giờ thầy nhắc em bài tập làm liên tục mà đừng có lo lắng, đừng ngại ngùng nhé. Làm ít ít thôi vậy cũng được rồi. Dần dần bởi vì cái chuỗi mà luyện thi của ta là gian khổ lắm các em. Cho nên đây là một ít ít thôi nhưng cố gắng làm ngay, đừng có bỏ lại. Và một lần các em viết lại bài đó là một lần rèn luyện cho các em rất nhiều thứ. Ta bắt đầu tiếp tục thôi nha các em. Supply the correct form of the verb in practice. Thầy vẫn giữ nguyên như vậy. Như vậy tomorrow it not be snowing. Ngày mai trời sẽ không có tuyết. Trời không có tuyết. Thì các em làm sao nào? Tomorrow it gì đây? Will not be snowing. Hoặc câu thứ hai, I not buy the book for you. Tôi sẽ không mua sách cho bạn đâu. Thì các em có thể nói là I will not hoặc là I won't buy the book for you. Câu số 3. Làm sao nào các em? Chắc làm được chứ phải không các em? Câu số 4. Thầy làm câu số 4 cùng các em coi. Mary not make a cake for her friend's birthday next Sunday. Mary không làm một cái bánh cho ngày sinh nhật của bạn cô ấy vào chủ nhật tới đâu. Mary sẽ không làm. Vậy thì là gì? Mary won't make a cake for her friend's birthday next Sunday. Câu số 5 Làm được không các em? Các em tự làm lấy nhé. Và cố gắng. Đó là 5 cái câu để ứng dụng cái thì câu phủ định của thì tương lai đời. Thầy qua tiếp phần sau nhé các em. Cố gắng làm nhanh nhé. Và nếu không hiểu các từ nào trong đây thì nhớ cố gắng ghi chú lại để rồi mình tra từ điển. Đừng bỏ lỡ một chữ nào. Các em nhớ nhé. Thầy nhắc các em nếu không biết thì đừng bỏ lỡ một chữ nào và cố gắng để làm. Điều đó rất tốt cho các em. Mình cố gắng ôn luyện liên tục.